Một chiếc iPhone 13 Pro Max mà xài với một cái ốp lưng như thế này nữa thì đúng là một, thực ra cái này là một cái mẫu màu khác, một mẫu khác nhưng mà nó cũng tương đồng với nhau. Còn nếu như quý khách đặt một bộ thì Kỳ Lân sẽ làm nguyên một combo, nó sẽ hoành tráng với nhau về độ tương đồng cũng như từ một con da mà ra. Mình vẫn có thể đặt một bộ như thế này. Đặc biệt là ốp lưng Kỳ Lân đang chọn và sử dụng á, thì Kỳ Lân sẽ chừa cho quý khách là cái chỗ bằng nút bấm nè, âm lượng, nút bấm, nút nguồn, nút tắt rung chuông thì nó sẽ dễ. Còn một số ốp mà như ốp dẻo, ốp khác á, thì nó sẽ, cái phần ốp nó sẽ phủ lên luôn ở ngoài cái phần đất nút bấm thì mình bấm đôi khi nó sẽ bị cứng và dễ bị bụi bám vô trong mấy cái nút, sẽ một thời gian nó sẽ hay bị bụi bám, nó tiếp xúc nó kém, thành ra bấm nó không có chuẩn. Vì vậy Kỳ Lân fit được là bằng cách chọn ốp chừa lại những cái lỗ nút bấm như thế này.